Con đang dùng mương ạ. Thôi đi âm đi. Để mà chiên nữa. Dơ. Cái này chiên lên được đấy. Mày lên cho mày chiên. Cho mày về nhà mày chiên đi. Hỏi xem bọn bạn này tối có ăn chả rắn không? Rán trứng lên. Nhưng mà mày nhìn thấy nó phé không? Nó phé, nó là con cổ nó vô tao mà này. Thôi kiểu ơi. Từ từ. Đi đâu chê gì chê, đi cơm quý mới còn. Quý là cái gì? Em về. Đây này đang về. Cậu đi. Thế là sáng lúc mấy giờ cô thấy? Vừa thấy xong thì đi vào đây. Tôi đi rửa bát để lấy cái bàn chậu để rửa bát đi. Thế là nó chui vào đây. Ồ, nó phè ra. Lúc ấy cô không nhìn thấy gì, đi vào thấy nó phè ra mới biết. À, nó phè ra, nó trong tâm mấy hố rồi, dấn chứ. Thế mà cô tránh được? Tránh. Đi vào đi ra để thấy. Nhà ra để nó trôn lẹ cả lỗ này, sợ quá. Ôi giời, con rắn con này tưởng là không độc chứ mẹ, nếu như con này cắn là cô là có thể chết. Độc chết hơn, độc hơn con to đấy. Ừ. Chết kìa, mẹ nó phi ra xong ra. Ôi giời, tìm đặc tính thật kìa. Thiếu một cơm không?